Cao GBL xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 13 tháng 7 và có bác khách ở dưới Thái Bình lên, và bác cũng đã xem rất kỹ lưỡng về con 3006 của Cao GBL Hoàng Mai nhé. Ở đây em test qua một chút để bác ra về nhé. Đây, cây 1 này. Cây 2. Và tình trạng của hàng của em nó đẹp xuất sắc nhá. Đời đầu tem nhôm. Và em cũng đã nói với tất cả các bác rằng em bán đời đầu, đời cuối, đời giữa hay là đời nào thì biết là sao máy đẹp còn bằng nhau hết các bác nhá. Đấy cũng là một cái clip nhanh. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ Cao GBL Hoàng Mai nhá, để được tư vấn trực tiếp nhá. Và mang đến các sản phẩm tuyệt vời nhất cho các bác nhá. Và một lần nữa em xin cảm ơn anh rất nhiều. Tất cả mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ cho em theo hai số điện thoại trên này nhá. Vâng, Cao GBL xin kính chào tất cả các bạn.